Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ngày 1 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc phối hợp với Công an tỉnh để xử lý hành vi vi phạm pháp luật về khai thác khoáng sản trái phép đối với nhà thầu khai thác đắp đất phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây đoạn qua tỉnh Đồng Nai. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã chấp thuận cho các đơn vị liên quan thực hiện 4 dự án cải tạo đất nông nghiệp tại các vị trí trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và huyện Xuân Lộc để phục vụ dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây. Quá trình triển, các đơn vị chưa thực hiện đúng phương án đã được phê duyệt. Cụ thể, kết quả kiểm tra vào cuối năm 2022 tại dự án cải tạo đất nông nghiệp trên địa bàn xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, do liên danh nhà thầu Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam, Công ty trách nhiệm hữu hạn Xây dựng Trung Chính đã khai thác vượt diện tích được cấp phép, không thực hiện đúng như phương án đã được phê duyệt. Theo phương án đã được phê duyệt, chủ đầu tư phải bóc lớp đất mặt dự trữ lại để sau khi khai thác xong thì san gạt lớp đất mặt trở lại để hoàn thổ. Tuy nhiên, khi kiểm tra, hiện trường cải tạo đất không có vị trí thu gom lớp đất mặt này, các chủ đầu tư cũng không cung cấp được lấy nguồn đất ở đâu để thực hiện hoàn thổ. Tại vị trí cải tạo đất ở xã Xuân Hưng, chủ đầu tư chưa thực hiện khai thác lớp đất sét. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh hay Sở Tài nguyên và Môi trường chưa có văn bản nào chấp thuận cho phép khai thác nguồn đất sét. Liên danh nhà thầu nói trên đã có các vi phạm tại dự án cải tạo đất nông nghiệp để phục vụ thi công dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây tại khu vực Đồi Bình Minh, xã Suối Cát, huyện Xuân Lộc. Đơn vị thi công đã không tuân thủ việc thu hồi đất, cải tạo đất theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh chấp thuận. Không phân tầng khai thác tạo mái dốc không đúng, không thu gom đất mặt hoàn thổ. Điều này dẫn đến nguy cơ gây mất an toàn, ảnh hưởng trực tiếp đến tài sản và tính mạng người dân, cũng như mất an toàn cho người và phương tiện thi công ở khu vực, nhất là thời điểm đang giữa mùa mưa bão. Trong đó, chịu trách nhiệm chính là liên danh nhà thầu Vinaconex Trung Chính. Mấy ngày qua, tỉnh Bình Thuận liên tục xuất hiện mưa lớn kéo dài khiến tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết có nguy cơ ngập trở lại. Sau lần ngập đầu tiên hôm ngày 29 tháng 7 khiến ùn tắc xe kéo dài. Theo đó, ngày 30 tháng 7, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 thuộc phòng 8, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an phối hợp Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường Cao tốc Việt Nam tiếp tục túc trực tại các điểm xung yếu để theo dõi tình hình nước dâng cao dọc tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết. Tại vị trí km 25, nơi xảy ra ngập cục bộ vào rạng sáng ngày 29 tháng 7, cơ quan chức năng liên tục kiểm tra nước dâng lên miệng cống và sẵn sàng phương án điều tiết, cấm xe đi vào cao tốc nếu nước tiếp tục dâng và tràn lên cao tốc. Đến cuối giờ chiều ngày 30 tháng 7, do thời tiết đã giảm mưa, mực nước tại miệng cống gần Lý Trình, km 25 bắt đầu hạ. Theo Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận, từ ngày 28 đến 29 tháng 7, tại thời điểm cao tốc Phan Thiết - Dầu Dây bị ngập, lượng mưa đo được tại một số trạm quan trắc gần khu vực cao tốc từ 33,6mm đến 102,6mm. Trong khi đó, lượng mưa ghi nhận tại một số trạm quan trắc trong ngày 30 tháng 7 cho thấy khu vực gần điểm ngập trên cao tốc thuộc hai huyện Đức Linh và Tánh Linh. Lượng mưa đạt từ 50mm đến 76,4mm. Đặc biệt, khu vực nhà máy và đập tràn của thủy điện Đa Nhiêm, Hàm Thuận, Đa Mi có mưa rất to. Lượng mưa ghi nhận lên tới 132,8mm. Với tình hình mưa lớn tiếp tục xảy ra, tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết vẫn có nguy cơ xảy ra ngập trở lại bất cứ lúc nào. Ngay khi đưa vào khai thác 3 tháng, cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết bị ngập lần đầu tiên vào rạng sáng ngày 29 tháng 7. Ngập nước xảy ra tại khu vực km 25 419 với phạm vi 100m, điểm ngập sâu nhất khoảng 70cm, khiến một số phương tiện ô tô bị nước cuốn giạt lề, gây ùn tắc kéo dài. Theo đánh giá ban đầu, nguyên nhân sơ bộ xảy ra tình trạng ngập nước cục bộ tại đây là do lượng mưa lớn xảy ra liên tục. Nước từ hạ lưu không thoát kịp, chảy ngược lại phía thượng lưu rồi tràn ra đường cao tốc. Khu vực hạ lưu cống km 25 419 có mương, suối hiện hữu, ngoài phạm vi dự án, thoát nước ra cầu sông Phan ở km 24 384. Thời điểm trên, ghi nhận thực tế mực nước dâng đến vị trí đáy xả mù cầu sông Phan. Dù tình trạng ngập tại km 25 419, tuyến cao tốc Dầu Dây - Phan Thiết đã tạm thời được giải quyết, nhưng thời tiết trên địa bàn Bình Thuận vẫn đang tiếp tục có mưa, các tài xế lo ngại tình trạng ngập sẽ tái diễn. Liên quan vấn đề này, một số chuyên gia về hạ tầng giao thông cho rằng chuyện xảy ra ngập trên đường cao tốc là điều hiếm thấy. Đây là đường chuyên dụng cho ô tô, nền đường được thiết kế cao, nằm xa khu dân cư nên nếu ngập nước cần phải xem xét lại thiết kế, hệ thống thoát nước và cả việc kiểm tra chất lượng mặt đường sau ngập. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, nhiều bạn đọc cho biết
rất ngạc nhiên trước tình huống ngập nặng trên tuyến đường vốn dành cho xe ô tô lưu thông tốc độ cao. Tháng trước, tôi đi trên cao tốc này, thấy có nhiều đoạn lên xuống dốc, không duy trì được cao độ liên tục như nhiều cao tốc khác. Trong đó, dễ dàng nhận ra, đoạn đường trũng xuống vừa mới bị ngập này. Nhưng đường cho xe chạy tốc độ cao mà bị mưa ngập lúc bánh, lúc mờ sáng thì thật không thể hình dung nổi. Bạn đọc Lương Văn Đoàn bày tỏ, vẫn không hiểu cao tốc gì, thời gian qua, tuyến cao tốc này có nhiều vấn đề như tai nạn, bất cập ở lối ra, không có đèn chiếu sáng, giờ lại thêm ngập nước. Bạn đọc Nguyễn Chí Hải bổ sung và nhận định, với lượng mưa lớn, cống thoát ngang qua đường rất thấp, chỉ rộng 2,5m là quá nhỏ so với lưu lượng nước của con suối ở vị trí này. Trong khi đó, mặt đường cao tốc ở đoạn này vỗng xuống như lòng chảo, nên khi gặp mưa lớn, việc nước tràn qua đường là rất khó tránh khỏi. Bạn đọc Lêu Lên đặt vấn đề, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây chạy qua nhiều vùng đồi cao, nên có khi nhiều người sẽ nghĩ thoát nước tốt. Nhưng với các chuyên gia cầu đường thì họ phải lường được chứ, vì con đường xây đè lên mặt đồi dốc. Sự việc khó tin đã diễn ra rồi, nhưng có chắc là không xảy ra nữa. Chia sẻ trên báo Thanh Niên, bạn đọc hoan nghênh cơ quan quản lý kịp thời lên tiếng, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng sửa chữa, không để tái diễn cảnh ngập nước ở cao tốc Phan Thiết Dầu Dây. Bạn đọc Hiếu Võ đề nghị, cao tốc mà ngập nước quá thì nguy hiểm, cần làm rõ nguyên nhân, gấp rút đưa ra hướng khắc phục. Nhà đầu tư sớm có giải pháp để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây, nhất là vào mùa mưa. Bạn đọc Hoàng Vũ nhìn nhận, ngập như thế này có thể khẳng định là lỗi của tư vấn khảo sát, thiết kế. Nhà thầu thì có lỗi khi làm xong cống nhưng không nạo vét bùn đất trong lòng cống và tại miệng cống. Bạn đọc Hoàng Dũng nêu cụ thể, phải xem xét lại hệ thống thoát nước của tuyến đường, cần khẩn trương khắc phục khâu thoát nước để xe cộ đi lại an toàn. Đường mới đưa vào sử dụng mà đã ngập lụt là không ổn chút nào. Trong khi đó, bạn đọc Mai Anh Toàn chỉ ra nguyên nhân và đề xuất biện pháp. Cao tốc phía đông như con đê ngăn nước chảy từ Tây sang Đông ra biển. Các nhà thiết kế phải tham khảo thủy văn từng khu vực trong vòng vài chục năm. Phương án là phải làm cầu cạn, chứ cống thì không thể thoát lũ với lưu lượng nước lớn như vậy. Đường ngập nước sẽ hư hỏng, tốn thêm chi phí bảo dưỡng. Chúng ta sẽ nghe giải thích chính thức vì sao cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị ngập, nhưng dù cho mưa quá lớn ngoài dự kiến, do cống thoát nước quá nhỏ hay do điều gì khác nữa, thì chuyện cao tốc ngập nặng là rất nghiêm trọng. Phải có tập thể cá nhân đứng ra chịu trách nhiệm về thiết kế, thi công, nghiệm thu cao tốc, không chỉ để kiểm điểm mà quan trọng là làm gì tiếp theo để không còn cảnh này, để người dân đi lại an toàn. Bạn đọc Trường Trung đề nghị. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Nếu có bất kỳ thắc mắc hay góp ý nào, quý khán giả có thể comment vào phía dưới video này và đừng quên nhấn nút like, share và subscribe kênh của chúng tôi. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý khán giả. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.